Thế là đi khám nội soi, phát hiện ra là bị nhiễm lết dạ dày. Nhưng mà đi khi có người giới thiệu cũng như bác sĩ giới thiệu thì có cái dạ dày Dataki này. Đây là một cái loại thuốc mà tôi cho là uống, nó làm giảm rất là nhiều triệu chứng. Ví dụ như là cảm giác nó không còn đau rát nữa, vùng thượng vị tức là nó êm hẳn đi. Hoặc là không còn hiện tượng là hơi mà cảm thấy bị rát cổ. Tôi là Tuyết, tôi năm nay 55 tuổi. Tôi sống ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tôi làm bên bảo vệ môi trường. Công việc của tôi là thu dọn rác hàng ngày cho đi lại và cũng thất thường lắm. Những hôm thì nó có nhiều rác quá thì tôi đến 9-10 giờ đêm vẫn chưa được về ăn. Cứ như thế, cách đây 2 năm thì có những cái hiện tượng là tôi ợ chua này, ợ nóng, đau dần sát ở cái vùng này. Nhưng mà thật là khó chịu. Thế tôi mới đi khám bác sĩ. Tôi cũng làm nhiều xét nghiệm lắm. Thì bác sĩ chuẩn đoán tôi là bị viêm loét dạ dày mãn tính. Tôi rất là lo. Đúng là có bệnh thì bái tứ phương. Tôi cũng uống rất nhiều loại thuốc, ai mách loại gì tôi cũng uống. Nhưng mà có nhiều loại thuốc ấy, nó cũng có tác dụng phụ rõ ràng luôn. Có những loại thì mẩn ngứa, có những loại làm tôi đau hết cả người. Tôi sợ quá, uống 3-4 ngày tôi phải nghỉ ngay. Thế là thôi, tôi cũng cố gắng kiêng khem, không ăn cay, chua lắm. Thế nhưng mà thực ra cũng không khỏi bệnh. Cũng buồn lắm, chẳng biết làm thế nào. Đúng là trời cũng rủ lòng thương hay sao ấy. Hôm nay tôi lại vô tình tôi lại đọc tờ báo. Tôi lại biết đến cái sản phẩm này này, Dataki. Thế mà thành phần của nó thì lại toàn là thảo dược thiên nhiên thôi, rất là lành tính. Thế tôi lại thấy mấy những cái ca sĩ nổi tiếng, rồi những cái diễn viên nổi tiếng cũng sử dụng như là Quang Thắng. Thế tôi bảo có khi mình cứ mua thử về, uống thử xem. Ôi trời ơi, may quá là may, cái sản phẩm này rất là hợp với tôi. Tôi uống được 15 ngày, tôi cảm thấy những cái triệu chứng như là ợ chua này, ợ nóng này, đau rát này, rồi thuyên giảm rất nhiều. Tôi ăn được, ngủ ngon giấc hơn, tôi tăng cân trở lại. Thế là tôi nghĩ là thôi, cái sản phẩm nó là cái thảo dược mà nó lành tính như này thì mình phải cố gắng thôi. Mình cố gắng uống để cho nó cải thiện được cái dạ dày. Tôi thoát khỏi bệnh viêm loét dạ dày. Cái sản phẩm Dataki này dùng rất là tốt. Như quý vị đã thấy là Quang Thắng dùng thử tuần đầu và tuần thứ 2 thì thấy bệnh tình của mình thuyên giảm hẳn. Và từ tuần thứ 3, tuần thứ 4 thì hết đau cái vùng trước ngực và vùng dạ dày. Đó. Và tuần thứ 4 và thứ 5, thứ 6 trở đi thì Quang Thắng hết hẳn bệnh đau dạ dày và trong ngược dạ dày cũng như là bệnh hôi miệng. Đấy. Rất là thú vị. Và đứng trước các bạn gái bây giờ mình thấy tự tin, tự tin hẳn lên. Và diễn xuất cũng thấy tự tin hẳn lên, bởi vì mình cái bệnh mà hôi miệng đã hết rồi. Như quý vị đã thấy rằng là thuốc đông y mà lại được chiết xuất ra, nén vào hai cái viên nén như thế này thì rất là tiện và rất là tốt cho quý vị hay có công việc phải đi xa nhà. Đó. Cũng như Quang Thắng thôi, Quang Thắng phải đi xa nhà rất là nhiều, cho nên Quang Thắng phải cầm cái viên sản phẩm này để dùng cho bản thân mình. Thì cũng như quý vị mà quý vị phải đi xa nhà thì quý vị cầm cái sản phẩm này rất là tiện lợi. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.